Ơi, chào các bác làm cây nhé. Có rất nhiều video em đăng tải cái mẫu đục truyền thống. Thì hôm nay em sẽ gửi tới các bác cái mẫu đục cao cấp, một cái dòng đục mà chuyên dụng dành cho các bác làm bonsai, các bác làm tượng. Thế thì với cái bộ đục này thì hôm nay em sẽ gửi tới các bác hai bộ đục nhé. Một cái bộ đục đầu tiên là cái bộ đục Đài Loan, một cái dòng đục sắc như dao lam này các bác này, là các bác sử dụng cái mẫu này. Thì hôm nay em sẽ sắp một bộ gồm có 8 cây này để cho các bác được xem nhé. 8 cây thì đầu tiên thì nó sẽ là cây cây này thì chắc là nó là mấy phân nhá. Cây này chắc là tầm 7 phân, 7 8 phân. Là cây thẳng nhỏ nhất này, cái dòng đục Đài Loan. Đấy, và tiếp theo là cây móng. Cây này là cây móng nhỏ nhá. Cây móng này nó chỉ tầm 1 phân thôi. Đấy, và đây là cây hớt nha các bác nhá. Cây móng hớt này. Khi các bác mà mua đục thì các bác hãy quan sát kỹ cây móng hớt và cây móng thẳng nhé. Đấy, nó cây móng hớt thì nó sẽ cong lên như này này, gọi là móng đọng. Đấy, và tiếp theo đó là cây thẳng. Cây thẳng, cây này là 2 phân nha các bác nhé. Sau đó là tới cây móng này. Cây hớt to này. Cây thẳng và cây đục móng to nhất của cái bộ đục này. Thì đây là cái bộ đục Đài Loan, cũng được rất nhiều các bác làm bonsai áp dụng vào cái mẫu đục này. Đó là cái mẫu đục cao cấp rất chi là đắt nha các bác nhá. Thế nhưng ở thời điểm này thì nó cũng đã hạ hơn một chút rồi. Với các bác mà mua cả bộ 8 cây nhá, em sẽ miễn phí ship. Đấy, và giá thì sẽ rẻ hơn được một chút nhá. Đối với các bác mà mua cả 8 cây ở cái bộ đục Đài Loan đục cao cấp này. Khi các bác mà đang tham khảo tới bộ đục Đài Loan này, các bác đang cần, hãy liên hệ trực tiếp tới bên em qua đầu số điện thoại là 0869 054-295 hoặc số điện thoại 0975-531-602. Đấy là hai số điện thoại chính để em tư vấn và cung cấp tới các bác tất cả những mẫu đục nhé. Và khi các bác mua đục thì em cũng khuyên các bác lên kết bạn Zalo với em để xem trực tiếp khi mua. Bởi vì cái đục này, riêng cái đục cái bộ 6 cái một chút em sẽ giới thiệu. Còn với cái bộ đục này thì em sẽ bán lẻ nhé. Tùy thuộc theo các bác lựa chọn, các bác chọn cây nào sẽ gửi cây đấy ở trên cái bộ đục 8 cây này. Còn với cái bộ đục 6 cây này thì em bán cả bộ nhé, không bán lẻ. Đấy, thì với một cái bộ đục này thì em cũng bao ship hết các bác. Thì các bác mà mua thì cứ alo trực tiếp. Đây là cái mẫu đục dành cho các bác làm bonsai, các bác làm tượng này. Một cái dòng đục cao cấp nhé. Thì bên cơ sở em những cái dòng này thì lúc nào cũng sẵn để phục vụ các bác. Các bác mà cần tư vấn gì về dụng cụ bonsai, dụng cụ cây cảnh, cứ alo trực tiếp tới bên em nhé. Em sẽ trực tiếp tư vấn các bác. Đấy, thì với cái dòng đục này thì em sẽ nhận ship trên toàn quốc. Các bác ở đâu cũng có thể mua được cái mẫu này. Cứ liên hệ trực tiếp tới bên em nhé. Giá sẽ miễn phí ship 100% khi các bác mua cái mẫu đục này của bên cơ sở em. Đấy, và đây là cái mẫu đục Đài Loan. Và bên cơ sở em thì còn có đục truyền thống nhé. Đục truyền thống rất là nhiều. Đấy, những cái mẫu đục truyền thống rất nhiều. Thì riêng với những cái mẫu đục này, một bộ của nó sẽ gồm có 8 cây. Em để một bộ đây này các bác này. Bộ có 8 cây và sẽ sắp đều như thế này hết rồi nhá. Đấy, các bác về là sẽ kiểm tra và đúng như thế này luôn. Đấy, cái này thì các bác có thể tháo ra được nhá. Đấy, riêng cái đục này đục tháo ra lắp lại được. Đấy, và các bác mà đang quan tâm tới nhiều dụng cụ làm vườn, dụng cụ làm cây của bên cơ sở em thì các bác đừng quên ấn vào nút đỏ đăng ký kênh và ấn vào quả chuông để đón tiếp theo những video của bên cơ sở em về tất cả những cái dụng cụ làm nông nghiệp, làm vườn. Và các bác mà muốn quan tâm trực tiếp thì alo trực tiếp luôn nhé. Em sẽ tư vấn, và nhiều khi các bác mà để số điện thoại dưới video thì cũng nhiều khi này em không gọi điện được ngay được. Thế thì các bác cứ alo trực tiếp là nhanh nhất, hoặc là kết bạn Zalo với em thì em cũng biết ngay. Thế thì video ngắn em xin kết thúc ở đây nhé. Các bác đang quan tâm tới đục làm bonsai, sắp sửa vụ xuân tới này rồi, alo trực tiếp tới em gửi tận nhà các bác. Giá sẽ hợp lý nhất ở trên những cái video của bên cơ sở em. Video ngắn em xin kết thúc ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.